Hai, mình chào anh em ạ. Thì như lời đã hứa thì hôm nay mình ra cửa tiệm, mình sẽ làm một cái video nói về buôn bán anh em. Thì mình á thì từ trước đến nay ít buôn bán qua cái đường bưu điện lắm anh em, nhưng do các anh em yêu cầu như ở xa rồi hay mua phải hàng giả hàng nhái, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để mình buôn cái như mình làm một cái trên một cái danh sách phát là buôn bán đồ phụ tùng của Cuta nha anh em. Thì cái dòng mình bán ở đây là chuyên về bế mươi thôi. Thì anh em nào xài được cứ điện thoại cho mình vô số điện thoại là 0985306387 anh em, thì mình sẽ để cái số điện thoại đó. Thì không nói dài dòng nữa, thì hôm nay mình sẽ vô cái phần đầu tiên là dây đi. Dây đi thì thường ở trên thị trường có nhiều loại dây lắm anh em, nhưng mà xài á thì không dây nào qua dây hãng đâu anh em. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhìn dây đi hãng. Rồi nếu gần chỗ mình đó có bán thì anh em cứ mua cho thuận tiện nha. Còn mình ở đây á, mình bán qua đường bưu điện thì nó rất phức tạp, nó hơi lâu nè, nó cũng giá thành nó cũng cơi lên. Thì giá thành nó cơi lên thì mình giảm cho anh em xuống, còn anh em thì phải chịu tiền phí ship đồ á, thì mình sẽ giảm xuống cho anh em. Cái như mình lấy công đi lại ra bưu điện mình để mình ship cho anh em thôi. Thì không dài dòng nữa, thì mình vô cho anh em luôn, rồi mình sẵn báo giá luôn cho anh em. Thì đầu tiên á, dây đi gin á của máy 70 á là dây SC59 nha anh em. Dây SC59 thì anh em, tại mình quay màn hình ngược không biết nữa, nó chiếu ra nó có bị ngược không thì mình không biết. Thì trên đây nó có để cái thông số kỹ thuật nha. Dây nè, cái bảng nè, màu cam nè anh em. Nó để red là bảng đỏ đó, nhưng mà bảng cam. Dây này là dây bando nha anh em. Nè, bando nè anh em. Đó, thì anh em á, gần chỗ anh em mà có bán loại dây này thì anh em cứ mua về xài nha anh em. Ok, chất lượng. Dây này là dây hãng, để hồi mình lấy cái bịch cho anh em xem luôn. Thì cái cộng này á, một cộng này á thì mình bán ra là 850 nha anh em. Mình chỉ lấy tiền kiểu như tiền đi lại rồi thôi. Còn cho những anh em ở xa rồi nói chung mình bán cộng 850 thì anh em phải chịu tiền phí ship rồi nha anh em. Tại vì mình bán mình chịu khó mình chạy ra ngoài bưu điện mình gửi hàng đồ nữa. Đó. Thì dây này là dây 59 nha anh em, là cộng này là 850. Thì anh em đừng so sánh giá với trên cái video này nha anh em, tại vì nó có giá thành nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm nữa, chứ không phải nhất thiết là lúc nào cũng phải 850, nó có thể lên hoặc xuống thì tùy từng giai đoạn. Nhưng mà anh em muốn mua thì cứ điện thoại cho mình bán đồ chính hãng á, thì chắc chắn là đồ chính hãng nha anh em. Thì dây này là dây 59 cộng 850, thì anh em xài cho DC70 mà chưa thay pulley á anh em, pulley dây đi á, thì anh em nên xài dây này. Đó. Thì mình sẽ qua cái bọc cho anh em xem luôn. Thì cái bọc dây chính hãng vậy nè anh em. Đấy, Cuta bát vậy nè. Đó. Còn sau đây á thì có hai cái tem. À, anh em thấy không? Một cái tem của Cuta. Tem Cuta Việt Nam nè, còn bên tay đây là một cái tem nhập khẩu. Thì mình cũng có nhiều video nói về cái này lắm rồi, thì anh em mua dây chẩn thì chạy ok nha anh em. Rồi mình tiếp tục qua dây đi, mà dây đi hạ poly xuống 1 tấc 25 hả, 1 tấc 1 15 á, thì mình sẽ xài dây 58 nha anh em. Đây mình đây dây băng đô bản đỏ dây 58 nha anh em. Thì tại vì mình để màn hình ngược luôn, tại vì mình có giới thiệu mấy dây chính hãng thì sao rồi. Thì cặp dây này á thì mình bán ra thì nó là 830 nha anh em, 830.000 một sợi nha anh em, chứ không phải một cặp, một sợi. Đó, thì anh em tính ra
803 thì tính ra nó 1 triệu 60 ngàn, rồi tiền phí ship rồi nữa nghe anh em. Thì tiền phí ship chắc cặp dây này phí ship chắc cũng 30-40 ngàn gì đó. Thì anh em tự tính. Rồi, và anh em cũng đừng có so sánh giá với tại vì mình bán trên đây là mình giảm giá nghe anh em. Đó. Chứ không phải mình bán phá giá, tại vì có cửa hàng ta phải ăn phần trăm lên. Còn mình bán cho anh em nào ở xa nhưng mà không đưa mua được dây chính hãng á, thì mình bán cho anh em đó, mình chỉ lấy tiền xăng cộ đi lại thôi đó. Rồi chứ mình cái như mình bán cho anh em để cho anh em sử dụng cái này mình nói chung là mình cũng không muốn bán qua bưu điện đâu anh em, nhưng mà hôm nay á cho anh em yêu cầu nhiều quá thì mình cũng gán làm cho anh em thì đó. Còn anh em lại tới tiệm mình mua á, thì cũng giá bằng người ta thôi chứ mình không có bớt như trên cái video này nghe anh em, tại vì anh em biết đó, mình bán mình cũng cần phải có lời đó, để mình mưu sinh. Còn anh em ở xa thì nếu mà mình lấy giá bằng ở cửa tiệm mình bán ra thì anh em phải chịu tiền phí ship rồi nó đội giá lên tội nghiệp anh em lắm. Và anh em ở xa rồi thì hôm nay mình cũng gán làm video này, thì cộng này là 8.3 nha anh em. Anh em nhớ kỹ cho mình nha, cộng SC58 là 8.3 nha. Dây đi của 70 hạ poly. Thì cái bọc nó cũng giống cái bên kia vậy anh em, nhưng mà ở cái tem sau thì nó cũng vậy nè, nhưng mà cái tem bên đây á, thì nó có để nhập khẩu từ Thái Lan Trung Hoa Nhật nha anh em. Thì cái mình nhắc lại nữa là cặp dây SC59 là 850 nha anh em. Một cộng á, còn một cộng dây SC58 á, là 830. Thì anh em tính ra nếu mà SC59 một cặp á, thì nó 1,7 triệu, nó chưa có tiền phí ship nha anh em. Còn cái kia 1,6 triệu, SC58 là 1,6 triệu dây chính hãng, 1,6 triệu 60 á, là chưa có tiền phí ship nha. Tiền phí ship là mình ship cho anh em, mà anh em chịu tiền phí ship giùm mình. Rồi cái video này mình tạm dừng đây nha anh em có mua á, thì cứ nhắn qua Zalo mình. Rồi chào tạm biệt anh em ạ.